Cuối tháng 12 năm 2019, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức hai đoàn công tác đi thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên 15 nhà giàn DK1. Tàu đến mang theo quà Tết gồm lá dong, thịt lợn, gạo nếp, đậu xanh để 27, 28 tháng chạp anh em tổ chức gói và nấu bánh chưng cho bộ đội. Các thành viên trong đoàn công tác được hòa mình đón Tết sớm với những cán bộ, chiến sĩ nhà giàn, khi cùng các anh gói bánh chưng, đọc thư chúc Tết của các em nhỏ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Những món quà Tết là sự chia sẻ, động viên chứa đựng tình cảm chân quý của đồng bào cả nước với những đóng góp thầm lặng của chiến sĩ nhà giàn DK1 trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Sau khi tiếp nhận quà, gói và nấu bánh chưng, những chiến sĩ trên nhà giàn chung tay sửa soạn bàn thờ, sắp đặt bánh, trái, theo đúng phong tục tập quán, để vui vầy trong những ngày Tết. Chậu quất, cành mai được lắp đèn nhấp nháy làm tăng thêm không khí những ngày xuân nồng ấm giữa trời biển quê hương. Hàng năm, các nhà giàn DK1 đều nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân cả nước. Những món quà về vật chất lẫn tinh thần là nguồn động viên rất lớn, giúp cán bộ, chiến sĩ vững tâm hoàn thành nhiệm vụ. Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã quán triệt cấp ủy, chỉ huy tiểu đoàn DK1 tổ chức Tết cho cán bộ, chiến sĩ vui tươi, an toàn, tiết kiệm và luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đại úy Vũ Duy Hoàng, chỉ huy phó nhà giàn DK116, cụm Phúc Tần, chia sẻ, chúng tôi rất xúc động đón nhận những tình cảm của đất liền gửi trao cho những người chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên biển. Những món quà tăng thêm niềm tin, tinh thần để chiến sĩ vững chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền thềm lục địa phía Nam, những nhà giàn thân yêu của Tổ quốc.